Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tin Việt Nam. Và tiếp theo là chương trình phóng sự vườn trái cây Việt Nam tại miền Nam Florida. Và sau cùng là buổi phỏng vấn giữa các nghệ sĩ Nhạc Thính Phong tại studio SBTN DC. Để bắt đầu chương trình, Bích Phương xin gửi đến quý vị theo dõi phần bản tin quan trọng trong ngày. Kính chào quý vị. Ông Trump phản bác cáo buộc ông là một tay kỳ thị trong khi bà Clinton cảnh báo ông về chủ nghĩa cực đoan. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump hôm qua đã lên tiếng về những cáo buộc cho rằng ông là người có tư tưởng phân biệt chủng tộc để bảo vệ cho chính sách di dân cứng rắn của ông trong khi tìm cách ve vãn khối cử tri thiểu số. Ông đã đưa ra nhận xét là đảng Dân Chủ đã bỏ rơi họ. Trong khi đó, đối thủ của ông cũng không vừa. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, đã tung ra những cú búa phản công. Bà đã vinh vào trọng tâm của vấn đề ông Trump là một người cực đoan trong đảng Cộng Hòa, có những tư tưởng và đi theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng độc tôn. Bà Clinton đã lồng với những vấn đề này vào cuộc vận động tranh cử của nhà tỷ phú. Nó sẽ chỉ làm cho nước Mỹ quay trở lại chế độ kỳ thị. Cuộc đấu khẩu giữa một ông và một bà về vấn đề di trú như trái bóng bàn đánh qua đánh lại một lần nữa diễn ra trong bối cảnh chỉ còn dưới 3 tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử. Ông Trump bỗng nhiên dịu giọng về vấn đề di dân bất hợp pháp. Ông Donald Trump đã đánh bại 16 đối thủ trong cuộc bầu cử sơ đảng Cộng Hòa bằng lập trường cứng rắn chống di dân và hứa hẹn sẽ xây dựng một bức tường khổng lồ trên biên giới và trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp. Ông đã liệt hai đối thủ như Jeb Bush và Marco Rubio là những tay non, yếu cơ và nên ủng hộ chính sách ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại Hoa Kỳ. Những quan điểm cực đoan đó của ông Trump đã đẩy cuộc tranh luận về chính sách di trú sang cánh cực hữu. Nhưng đột nhiên, ông Trump bỗng dịu giọng và luận điệu hiện nay của ông như là một luận điệu của một người thua cuộc. Trong một lần xuất hiện trên chương trình tin tức của đài truyền hình Fox hôm thứ Tư, trong cuộc phỏng vấn với sứ ngôn viên Sean Hannity, ông Trump nói, thật là khó khăn khi trục xuất những người di dân vì gia đình của họ sẽ bị ly tán. Và ông đưa ra đề nghị là đối với những di dân bất hợp pháp đã ở Hoa Kỳ lâu năm, có thể được cho phép ở lại với điều kiện phải trả thuế. Và ông nhấn mạnh đây là chính sách mà hai ông Jeb Bush và Marco Rubio đã từng muốn thúc đẩy. Thế nhưng ông Trump lại cho rằng biện pháp này chỉ là một hành động không liên quan gì tới việc ân xá cho di dân bất hợp pháp. Truyền thông nước Mỹ loan tin nổ lớn tại trung tâm thể thao Gmay. Một tờ báo Mỹ loan tin một vụ nổ đã làm rung chuyển một trung tâm thể thao ở thành phố Gmay của Mỹ. Gmay với ít nhất một người chết và hai người bị thương. Báo Lasse News dẫn lời một phát ngôn viên của dịch vụ cấp cứu cho biết vụ nổ xảy ra sau nửa đêm thứ Sáu và một số người đang ở trong tòa nhà vào thời điểm đó. Phát ngôn nhân không được nêu tên nói rằng một phần lớn của tòa nhà đã sụp đổ và một người đã bị thiệt mạng vì bị vùi trong đống đổ nát. Cảnh sát chưa tìm được nguyên nhân của vụ nổ và nội vụ đang trong vòng điều tra. Gmay nằm khoảng 120 km, 75 dặm về phía nam của thủ đô Brussels. Những cơn hậu chấn lại gây rung chuyển vùng động đất ở miền trung nước Ý. Số tử vong tăng thêm 250 người và có thể còn tăng nữa. Trong khi công cuộc tìm kiếm những người mất tích và cứu những người còn sống sót vẫn đang diễn ra, Thủ tướng Ý ông Matteo Renzi cam kết chính phủ sẽ trích ngân quỹ để tái kiến thiết và đưa ra các kế hoạch để phòng chống động đất và để bảo đảm các ngôi nhà được xây bằng gạch có thể chịu đựng nổi những trận động đất trong tương lai. Trận động đất hôm thứ Tư đã tàn phá các khu thị trấn cổ ở miền Trung, đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tính cho tới thời điểm hiện tại đã có hơn 250 thiệt mạng, và con số này có thể tiếp tục tăng theo thời sau vì công cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc.
Trong khi đó, hàng loạt những cơn hậu chấn với cường độ 4.3 được ghi nhận trên địa chấn kế Richter đã làm rung chuyển vùng vừa bị động đất. Một nữ tu Ý Đại Lợi trở thành khuôn mặt tiêu biểu của vụ động đất. Nữ tu Marjana Leshi với khuôn mặt và cái voan khấn của dòng đầy máu đã dùng điện thoại để nhắn tin cho gia đình tại quê nhà ở Albania là bà vẫn còn sống. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với mẹ bề trên của tu viện, nữ tu 35 tuổi kể lại rằng mình đã tưởng chết sau khi bức tường của tu viện bị sụp đổ. Nữ tu đã nhắn tin cho bạn bè hãy cầu nguyện cho linh hồn tôi, vì nhưng chỉ có Chúa Thánh Thần mới cứu được tôi trong tình cảnh này. Nay đã được cứu. Sơ Leshi cho biết đang mong đợi tới ngày tham dự lễ phong thánh tại Vatican cho mẹ Teresa, một người tu, người gốc Albania đã mang lại niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng. Tin Việt Nam, cai tù tham nhũng, tù nhân bị lạm dụng, bóc lột sức lao động. Các tù nhân tại trại tù J30A ở Xuân Lộc đã bị lạm dụng, bóc lột sức lao động của họ và bị điều động đi xây nhà cho cai tù. Hiện nay đã có những phản ứng tức giận của công chúng đối với các tù nhân tại trại tù J30A ở Xuân Lộc đã bị ép buộc đi xây nhà cho viên đại tá cai tù. Khoảng 20 tù nhân trong bộ đồng phục, tù sọc được nhìn thấy đang làm việc tại nhà của đại tá Hồ Phi Thắng, cai tù của trại tù J30A tại Xuân Lộc. Người dân địa phương đã nhìn thấy các tù nhân được các chuyến xe đưa đến tư gia của viên đại tá hàng ngày, và sự kiện này đã trở thành mối quan tâm đối với họ, nên đã thông báo với báo Tuổi Trẻ, cho nên gây được sự chú ý của công chúng. Đại tá Thắng nói chuyện này là ghê tởm và đồng thời cũng thừa nhận không có quy định cho phép viên chức nhà tù sử dụng các tù nhân làm việc riêng bên ngoài trại tù. Và ông đổ thừa, tại vì một thuộc cấp của ông đã có ý kiến đó là để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với ông trước khi ông về hưu sau 40 năm phục vụ. Ông Thắng cho biết ông đã ra lệnh chấm dứt việc này khi bị báo chí phanh phui. Điều đó đã không ngăn chặn nổi làn sóng chỉ trích công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội. Rất nhiều ý kiến chỉ trích và cáo buộc ông đã bị lạm dụng quyền lực. Cũng có rất nhiều chỉ trích khác cáo buộc ông đã cố tình phớt lờ luật pháp và khai thác tù nhân cho lợi ích riêng của mình. Đồng thời cũng có những cáo buộc rằng các trường hợp tương tự được phổ biến trên khắp đất nước. Một cựu tù nhân xin được giấu tên cho biết, trong hầu hết các trại tù, các tù nhân tạm giam hay ngắn hạn, hoặc ngay cả các tù nhân sắp được phóng thích, thường xuyên bị yêu cầu phải làm việc riêng để phục vụ cho các cai tù. Một độc giả của báo Tuổi Trẻ, ông Võ Tá Luân, cho biết 20 tù nhân đã làm việc trong 10 ngày tại nhà ông Thắng. Ông ước tính rằng Đại tá Thắng đã có thể tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng, tương đương hơn 2.000 Mỹ Kim, bằng cách bóc lột sức lao động của các tù nhân. Và đây là một cách cho các cai tù để làm giàu bằng cách khai thác và sử dụng công sức của tù nhân, vì đồng lương của cai tù quá ít ỏi. Ông Nguyễn Bắc Truyền, cựu tù nhân hiện nay đang dành hết công sức để tranh đấu cho các tù nhân chính trị và tôn giáo cho biết, sự kiện kể trên cho thấy những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực của các cai tù. Ông nói rằng các cai tù phải trả một khoản tiền lớn để hối lộ nhằm bảo đảm báo chí không phanh phui về các vụ tham nhũng của các quan lớn cai quản các trại tù tại Việt Nam. Rất hiếm khi các vụ xì căng đàn này được các báo chí lề phải ở trong nước loan tải, mặc dù thực trạng này đã lan rộng và trở thành một loại văn hóa hối lộ, khi ngay cả các viên chức cấp nhỏ cũng bị các cấp trên sử dụng làm công cụ riêng. Ngày 10 tháng 6, báo chí đồng loạt lan tin các quan chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã được mời tham dự một buổi tiệc tân gia trong giờ làm việc bình thường tại nhà của Lê Minh Tân, giám đốc của sở. Các quan chức đã lái 50 chiếc xe có biển số màu xanh dùng cho các công tác của sở. Ông Tân, giám đốc mới được bổ nhiệm, được dẫn lời nói rằng ông đã mời nhân viên đến nhà ông để thảo luận về các vấn đề của sở. Các thành viên của ông chúng vào thời đó đã nói rằng nhân viên đang bận rộn và có cuộc họp, không thể đối phó với các vấn đề của họ. Sau đó, họ bị phát hiện bởi các thanh tra thành phố rằng ông Tân và các thuộc cấp của mình có mặt tại buổi tiệc tân gia.
Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Kính thưa quý đồng hương, Hope for Children in Vietnam và Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Đông kính mời các bác và các anh chị tham dự chương trình nhạc thính phòng Hương Xưa 2016 sẽ được tổ chức tại First Christian Church, 6165 Leesburg Pike, Falls Church, Virginia 22044 vào lúc 3 giờ ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016. Chương trình với sự góp mặt lần đầu tiên của các cựu giáo sư, nghệ sĩ Trường Quốc gia Âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa và các ca sĩ vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn qua những ca khúc tân nhạc bất hủ, những dòng nhạc cổ truyền Nam, Trung, Bắc, hát chèo và trích đoạn cải lương đầy tình tự và hào hùng của dân tộc. Hope for Children in Vietnam là hội từ thiện được thành lập từ năm 2002. Hội đã tích cực hoạt động giúp các trẻ em nghèo qua việc cung cấp thực phẩm, học phí, sách vở, thuốc men và huấn nghệ. Hội hiện đang bảo trợ 2 trung tâm trẻ em bại não, 3 cô nhi viện, 2 trường học tình thương và 1 trường mù. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Mọi đóng góp sẽ được gửi đến quỹ từ thiện Hope for Children in Vietnam. Trân trọng kính mời. Thông báo, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, tức Lao động Việt, tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22042 vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Báo cáo 10 năm hoạt động, trưa 12 giờ đến 1 giờ trưa dùng cơm, 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa thuyết trình do giáo sư Đoàn Viết Hoạt điều hợp, thành lập công đoàn tự do tại Việt Nam theo TPP, 3 giờ trưa đến 4 giờ trưa thành lập ban tham vấn Lao động Việt. Xin liên lạc Jackie Bong, điện thoại số 571-422-5704. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Falls Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60. Nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Falls Church, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Cảm ơn ghế Luraco này nhiều lắm. Thật sự là từ khi mà có ghế Luraco này em về em mừng lắm. Em thấy giống như là nó có những cái hiệu quả vô từng cái quyệt, những cái khớp của mình như vậy đó. Thì em nói là em chân thành cảm ơn những anh em, những ban giám đốc và anh chị em trong Luraco rất là nhiều, đã sáng tạo ra làm được cái ghế này mà giúp cho những người bệnh giống như em vậy đó có những cái khả năng mà hồi phục trở lại bình thường. Lúc ban đầu thì tôi cũng chưa tin tưởng, đến khi mà nó có ý kiến mua về rồi á thì thấy tất cả những chức năng từ cái chỗ chân rồi lên thân người, kể cả tay, với thời gian mà nó sử dụng tôi thấy mới có mấy tháng thôi mà cái hiệu quả nó đem đến làm cho mình hết sức là ngạc nhiên.